Rồi, ngồi ghế luôn. Bên trái, rồi ngồi xuống. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Chúng ta đã ngồi đối diện nhau rồi ha, cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Em chào chị Tường và chào tất cả anh chị trong ngày hôm nay. Em là Viên Đình Hùng. Em gì Hùng? Viên Đình Hùng. Viên Đình Hùng, họ Viên. Dạ vâng. Nghe cũng lạ lạ. Em quê gốc thì ở Thanh Hóa. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm 27 tuổi ạ. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan đó chị. Làm ở đó được mấy năm rồi? Năm 24 đến giờ. Cũng lâu rồi ha. Dạ. Đang ở với ai? Ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở với em trai của em. Hai anh em vào đây. Dạ vâng. Và ba mẹ còn ở ngoài quê. Dạ vâng, ba mẹ ngoài quê. Dạ. Mời em gái. Dạ. Chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn bên kia ạ. Em tên là Trần Thị Quý, 26 tuổi. Nhưng giấy khai sinh của em là 94 là 25 ạ. Em hiện đang sinh sống tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở Bình Dương ạ. Quê mình ở đâu cơ? Quê em ở Quảng Trị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng được 4-5 năm. 4-5 năm. Ở với ai? Đang ở trọ hả? Dạ đúng rồi, em ở với bạn. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì Quý? Chắc em cũng như mọi người, vui vẻ hòa đồng ạ, tính tự lập cũng được. Làm việc nhà hay gì đó thì nấu ăn cũng. Thì bây giờ ở trọ mà không làm ai làm cho ăn đúng không? Dạ. Bắt buộc vô cái thế ạ. Mình có điểm yếu gì không nè? Điểm yếu chắc em ngủ hơi nhiều. Ngủ nhiều? Thích ngủ. Mình đi làm giờ giấc mình sao? Dạ em thì đi trực ca, theo ca. Ca đêm thì 7:30, tối nay đến 7:30 sáng ngày mai. Vậy hả? Nếu tối nay là em chưa được ngủ đó, giờ em về em mệt không? 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Dạ đúng ạ. Rồi xong là đi quay luôn. Dạ. Để hẹn hò cũng hơi khó khăn. Dạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và hòa đồng, vui vẻ chút, tất cả công việc thì em làm được hết. Còn điểm yếu là em thì nói hơi nhiều, hơi nhát xíu. Nhát mà lại nói hơi nhiều, sao nghe nó ngược từng tuần, nhát thì nói ít. Ý là nhát là như rồi bạn đối phương là như bạn gái gì đó. Nhát con gái thôi. Dạ, đúng rồi. Chứ còn bình thường mấy người mà quen biết công việc là nói nhiều. Dạ đúng rồi, nó hơi nhiều thôi. Hơi nhiều thôi, thấy nấu nhiều gì đâu. Rồi, về tình trường thì sao Quý? Dạ em quen một mối tình chính thức, còn một mối tình thì được 1-2 tháng gì đấy là không quen. Một mối tình chính thức quen được bao lâu? 5.5 ạ. Chia tay bao lâu rồi em? 6 năm ạ. 6 năm rồi. Hồi đó là đi học với chị. Nên một người học ở cũng xa, ít ra vô. Cũng còn trẻ quá đúng không? Lúc đó còn sinh viên. Nhưng mà 6 năm nay tại sao không quen ai? Cách đây 5.5 thì cũng có quen những giống như tình bạn, rồi mình chuyển qua yêu, nhưng mà không được nên thôi. Không được. Đại khái giống như mà khi thời gian em không có dành cho bạn nhiều á. Rồi bây giờ có thời gian không? Rủi giờ có tình yêu, có thời gian chưa? Chưa, giờ chưa. Cũng chưa luôn. Sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng mà một ngày làm đêm, một ngày làm ngày hay là sao? Đêm xong rồi nghỉ 2 ngày. Thì 2 ngày đó có thể em đi học, tại em đang học liên thông á. Có nghĩa là mình cũng có thời gian. Thời gian buổi ngày nhiều hơn buổi tối. Thời gian buổi nào cũng được, nghĩa là cũng có thời gian rảnh dành cho người yêu mới được chứ. Còn em thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi sinh mới sinh viên thôi. Còn mới đây thì cách đây hơn 1 năm. Kiểu như là cái nhiều cái suy nghĩ nó không có được giống nhau lắm. Em suy nghĩ như thế nào, người ta suy nghĩ như thế nào mà không giống nhau, không giống nhau cái điểm nào mới được để mình nói ra, mình chia sẻ để cho đối phương có thể rút kinh nghiệm được với mình những cái mối tình sau. Cái bạn đó thì kiểu là cũng chưa muốn lập gia đình, thì với lại cũng đang còn ham chơi nhiều. Em thì như là ngày trước thì đỡ, nhưng bây giờ thì cũng lớn xíu thì cũng muốn là lập gia đình rồi xây dựng cái tổ ấm của mình thôi. Bây giờ em muốn ví dụ như quen nhau tìm hiểu được thì hợp lý thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chắc là 6 tháng đến 1 năm. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho kết hôn chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ ghê vậy, đầy đủ mạnh dạng quá vậy. Đầy đủ là cái gì? Tiền cưới thì chắc là có rồi. Có rồi, vô đây dự định lâu thì mua nhà thì chắc cũng có dự định rồi. Có định hướng rõ ràng, ổn định ha, hợp lý. Rồi, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn đó cũng có tính tự lập tốt, thích làm việc nhà. Thích làm việc nhà, cái này để hỏi em có làm việc nhà. Dạ có, em làm thường xuyên, ngày nào ăn uống thì tính em lo tới bật hết. Đúng không? Ta ở hai anh em trai với nhau à. Đương nhiên làm anh phải làm rồi. Lo gì sợ ta làm giỏi hơn cô nữa đó cô. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc, với lại không có thể dục thể thao. Đây bận bịu đi làm quá, có thể dục thể thao gì không? Dạ có chị. Có luôn hả? Giỏi gì? Tuần 2 trận đá banh. Hút thuốc thì em không hút. Có nhậu nhẹt gì không? Nhậu nhẹt thì có,
chơi chút, chẳng như là công việc này như thế thôi. Ngoại giao được. Dạ. Chứ còn không có lạm dụng bia nhiều. Bạn này là rất là thẳng thắn, hỏi gì là trả lời dứt khoát luôn. Mà tôi có bạn trai mà không biết nhậu là tôi bỏ liền. Buồn lắm. Buổi tối buồn, đi cả ngày công việc áp lực mệt, chiều hai đứa ra ngồi ăn cái gì con ốc con đồ không? Làm cái bia đồ vui mà, chị thấy cuộc sống ok, có nghĩa mình đừng có kiểu mà bê tha say xỉn về đánh vợ đánh con thì cái đó không được. Đàn ông giờ thời buổi giờ mà không biết cái gì hết mới nó mệt đó. Nhậu nhậu sương sương như vợ thương ấy. À sương sương như vợ nó thương. Dạ. Rồi, em tìm một mẫu người vợ tương lai như thế nào? Thấp hơn em chút là được. Nhỏ nhỏ người thôi, cũng biết quan tâm gia đình. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Thế thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều quá. Phụ nữ ai cũng cằn nhằn hết, chia buồn với em. Nhiều quá thôi. Dạ. Em thanh niên mà em còn nói em nói nhiều nữa. Phụ nữ phải nói nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái phụ nữ người ta không có để bụng. Người ta nói hoài nhây như tại vì người ta cứ sợ là người ta nói mà người bạn trai không có nghe. Dạ. Còn nếu như em thể hiện cho người ta thấy là anh nghe rồi, anh dạ, thực hiện rồi thì người ta sẽ không nói nữa. Dạ. Còn trong tấm hình này là ai đâu? Thôi em tìm đi. Người yêu em tìm chứ chị tìm mệt quá, em có hình không? Đâu đưa chị coi. Kiếm đi. Ảnh cao khoảng tầm 1m65 đúng không cưng? Dạ, thấp hơn xíu. Thấp hơn xíu khoảng tầm 1m63. Mặt mày cũng sáng sủa, trắng trẻo, đẹp trai. Trời ơi, hình đông quá vậy. Cô gái này cao khoảng chừng 1m55-56 gì đó. Tôi nói đại ra, tự đoán đi, kiếm cổ đi. Người nhon nhon, mỏng mỏng, nhỏ nhỏ, gọn gọn. Ừ, trúng ý rồi, trúng sai rồi. Kiếm ra ảnh chưa? Em nghĩ là đây. Tại sao chọn anh đó? Thì chị nói trắng trắng. Cao 1m63 thôi nha, ông này là phải 1m73. Vậy thì anh này à? Anh này thì... Lý do sao chọn anh đó? Gần thấp nhất rồi đó. Trời ơi, cô phải chọn theo cảm xúc của trái tim. Rồi bên đây. Bạn này chị. Tại sao chọn bạn đó? Cô này phải không? Dạ. Rồi để lát mở ra đi rồi hỏi cổ đúng không? Chứ hình nhỏ nhỏ quá chị mắt yếu lắm. Dạ. Chị nhìn không thấy. Rồi hiện và sinh sống ở Bình Dương. Mình làm việc ở Bình Dương. Anh là anh nghề của anh là gì? Dạ. Nghề nghiệp của anh là gì? Là nhân viên bảo trì chị. Nhân viên bảo trì gì hả? Rồi ok. Là đang anh đang sinh sống ở Bình Dương đúng không? Dạ dạ. Rồi bây giờ anh giới thiệu sơ giúp em về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là nói chung là hòa đồng với tiếp xúc với mọi người, còn điểm yếu là hơi nhút nhát với nói. Rồi mình có thể ca hát gì được không anh? Ca hát thì tình ra là hát không có được, nhưng mà ví dụ anh em mà hát karaoke thì hát cho vui thì được thôi, chứ thiệt tình là hát không được. Bây giờ anh hát vui vui thử giùm em thử một đoạn xem. Đâu, nói chung là không có thực bài hát, chỉ là một đoạn gì đó thôi chứ. Ừ, hát một đoạn thôi. Ví dụ hát một đoạn nha, hỏi vào ngoài thành nha. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rừng dừa kêu lên trống bờ lan. Thôi không đặng thôi chị ơi. Rồi ok. Rồi bây giờ anh nói giùm em về cái tình trường của mình đi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, mình đã kết hôn chưa? Dạ chưa chị, đang độc thân chị ơi. Chưa kết hôn? Dạ chưa kết hôn, đã trăng luôn. Nhưng mà ý là từ đó anh có quen ai không? Dạ nói chung cái hồi học phổ thông á, thì có một số mấy bạn nữ ý, nhưng mà tới trường rồi đi học rồi á, học nghề ngành nghề á thì không có ai, còn đi làm á, thì cũng có một cái hồi đó là chủ yếu là lao làm thôi cho nên chưa có ai. Còn mới có một mối tình đó là người ta quen á, người ta có gia đình cho nên thôi mấy tháng. Là quen một người đã có gia đình nữa hả? Ừ, thì không biết, thì mình quen đó, bắt đầu xong ấy, mình tiếp xúc, mình hỏi thăm thì người ta có gia đình thì mình thôi. Thì cái đâu cũng giống như mình nói chuyện qua bạn bè vậy, hỏi thăm cho nó gặp tình cờ vậy đó. Rồi, ok. Biết ra thì chia tay đúng không? Rồi. Bây giờ anh mong muốn bạn nữ á, mong muốn mẫu bạn gái của anh là như thế nào về ngoại hình đi. Dạ, ngoại hình thì 1m65.
dễ thương, người trắng trẻo chút là tốt. Anh cao mét nhiêu? Cao 1m65. Rồi, ví dụ như bạn nữ ấy ở đâu là được nè, quê quán nè. Quê quán nói chung là ở cùng quê tại Cần Tốt, miền Trung hay miền Bắc, miền Nam gì cũng được. Nói chung là quan trọng là do mình tự thử, hay nó là ví dụ như là mình chia sẻ như thế này cho nó hợp thôi, chứ thực tình ra là muốn mà ví dụ như quê quán là không nhất thiết lắm. Bây giờ lứa tuổi nào là hết cơ hội lựa chọn rồi. Rồi, vậy thì tuổi tác đi anh cho em, cái tuổi tác nhất định là gì? Thì tuổi thì bây giờ cỡ là 35 tuổi trở xuống, giữa trên 35 thì xả sinh con được, khó sinh. Khó sinh hả? Trời ơi, má em 40 tuổi đẻ đứa em được. Cái 40 đó tuổi với bà bị bệnh tim nữa, bà đẻ đứa em ra được. Sao lại khó? Thì mình sợ vậy thôi, chứ bây giờ nói chung là hồi kia quá em cũng 40 tuổi phải, quê làm năm đó thì mới sinh tốt, chứ bây giờ đi ra số mình, bây giờ đi làm công ty sống môi trường đó, nó độc hại môi trường, cho nên nó nhiều thứ lắm, cho nên gọi là nó hơi khó sinh thôi, thì sợ vậy thôi. Chứ thực tình ra là nếu mà ở quê như ở quê mình á, nông thôn á, thì chuyện sinh đẻ rồi như hồi kia là rất là bình thường. Hồi má mới sinh với em tới 40 tuổi mới sinh là sao, mười chín 40 đó đêm út. Rồi, ok. Anh còn mong muốn ví dụ như là bây giờ anh sinh năm 982 đúng không? Đúng rồi. Rồi, chắc là hôn nhân thì chắc là anh lựa chọn cô ấy đã từng đổ vỡ hôn nhân hay là như thế nào không? Được chưa? Chưa có đổ vỡ hôn nhân. Hôn nhân là không đổ vỡ ha. Rồi. Anh còn mong muốn gì ở bạn nữ nữa không? Dạ, nói chung là nữ, nữ đó thì cái tính chia sẻ hòa đồng với ha, đó là làm sao về kiểu giờ bên nội ngoại á, tiếp cho nó tốt xíu. Thứ hai nữa là những cái gì mình có gì đó thì mình chia sẻ với nhau, ví dụ như cùng nhau để hướng tới gì tương lai, chứ không có phải ví dụ như mình em thì em ít nói, nhưng mà ví dụ như lúc đầu người phụ nữ là gọi là giống như là lo đào tạo trong gia đình, công việc trong gia đình đó, nên mọi tiền bạc cho giờ phụ nữ thứ biết chi tiêu gì đó cho nó Rồi, được. ok. Rồi, đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Thì nếu anh được lựa chọn vào chương trình, sẽ có một người làm việc với anh sâu hơn ha.